Thưa quý vị, trong không khí tháng 7 lịch sử, các tầng lớp nhân dân ở khắp nơi đều có những hoạt động tri ân, báo ân ý nghĩa, chứa đựng tinh thần nhân văn sâu sắc. Và người Phật tử cũng vậy. Hơn cả, đó còn là câu chuyện kết nối giữa các bậc tiền nhân với thế hệ ngày nay để mỗi người luôn tự hào về dân tộc anh hùng. Những ngày này, khác với thời tiết mưa và dông ở một số tỉnh thành phía Bắc, huyện đảo Cô Tô, trời nắng vàng, Phật tử từ khắp nơi đổ về hòn đảo phía đông tỉnh Quảng Ninh. Với người dân nơi đây, đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào. Và để bày tỏ tấm lòng thành kính, việc đầu tiên những Phật tử trẻ làm khi đặt chân lên đảo là đến thăm viếng, dâng hương. Là một người trẻ, em cảm thấy được vinh dự khi đến viếng thăm đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đảo Cô Tô. Em cảm thấy em phải cố gắng và biết ơn vì những người đã nằm xuống và hy sinh cho đất nước, cho dân tộc để có tự do ngày hôm nay. Đối với bản thân em sẽ cố gắng càng ngày càng nhiều để giúp ích cho đất nước và cho thế hệ sau này. Chẳng riêng gì với những người trẻ mà tinh thần tri ân, báo ân luôn thường trực trong lòng mỗi người dân Việt nói chung và người con Phật nói riêng. Trong không gian linh thiêng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cô Tô, một nhóm Phật tử tỉnh Quảng Ninh trang nghiêm thắp từng nén nhang, nguyện cầu các anh linh anh hùng liệt sĩ siêu thoát. Với tinh thần tri ân báo ân trong Phật tử thì các thầy luôn răn dạy chúng tôi một điều là hãy cho đi và nhận lại và biết ơn những gì mà mình đã được nhận. Và bản thân mình cũng thế, có những cảm xúc rất là mãnh liệt khi mà mình thấy những cái sự hy sinh mất mát, những cái xương máu đổ xuống của các anh hùng liệt sĩ để có được cái ngày hôm nay. Đối với những nấm bia mộ mà chúng tôi vừa thắp hương, có những bia mộ mà chưa biết tên thì thực sự là chúng tôi rất cảm động. Các anh, các chị đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, thế nhưng đến giờ phút này cũng chưa biết tên tuổi các anh, các chị. Thế nhưng chúng tôi vẫn nghĩ rằng là các anh, các chị đã hy sinh không tiếc xương máu để bảo vệ Tổ quốc mình, để có nền độc lập như ngày hôm nay, để nhân dân chúng ta, các Phật tử chúng ta được hưởng, thì chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác. Tổ quốc không mất tên anh, chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau xanh cùng năm tháng. Và những bia mộ liệt sĩ, dù có tên hay chưa biết tên, cũng an ủi phần nào khi nhận được sự quan tâm của tất cả các tầng lớp nhân dân. Những việc làm ý nghĩa sẽ được nhân rộng, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.